Vậy là ở bài đầu tiên này thì Thảo đã chỉ cho mọi người về các thông số mi cũng như là cách phân biệt các loại mi giữa mi khay và ngoại mi khay khác nhau. Thì ở bài tiếp theo, mọi người sẽ được học tiếp về cách nối ở trên con canh, tập nối như thế nào, chọn loại keo như thế nào. Chào mừng tất cả các chị, các bạn và các em đã đến với bài học mi đầu tiên ngày hôm nay. Trước khi mà chúng ta học nối mi thì chúng ta sẽ học cách đọc thông số mi và các cách phân biệt loại mi. Trên một khay mi như thế này thì nó sẽ có rất là nhiều thông số, 3 thông số ở đây. Đó. Đầu tiên sẽ là chữ cái này. Chữ cái này thể hiện là cho độ cong mọi người nhé. Độ cong này. Thứ hai đến số 0.12 như kia. Những khay khác nó sẽ có nhiều số khác nhưng mọi người chỉ cần nhớ số này chính là về độ dày. Và cuối cùng là có chữ mm kia, một con số có chữ mm đó chính là độ dài mọi người nhé. Ở trên tay Thảo sẽ có rất là nhiều loại mi khác nhau, Thảo sẽ lấy cho mọi người xem. Trước hết là phân biệt độ cong như vậy rồi. Thì ở đây sẽ có các độ cong khác nhau, từ ít cong cho đến cong nhiều, siêu cong. Đó. Trước hết độ cong nhỏ nhất là C. Tiếp theo là CC. Và tiếp theo cong hơn nữa là D. Cong hơn nữa mọi người nhé. Cong hơn nữa thì đó chính là LD. LD. Và cong hơn LD là U. Đó, mi U là mi siêu cong nhé. Còn về độ dày, về độ dày của các cái loại mi này, trước hết là có các độ dày từ 0.03 đến 0.05. Còn Thảo đã chuẩn bị cho mọi người xem, ở đây là mi 0.07. 0.07 này. 0.07, 0.07 này là mi mi mỏng nhất này. Trong số này thường 0.05 mỏng hơn mọi người nhé. 0.03 và 0.05 mỏng hơn, sau đó đến 0.07. Và tiếp theo thì đó chính là 0.10. Đây, 0.10. Tiếp theo nữa là 0.12. Và dày nhất đó chính là 0.15. Đó. Còn về độ dài này, nó sẽ có hai loại mi nhé. Mi khay thì sẽ có hai loại mi mọi người nhé. Một là từng số sẽ có một khay riêng. Ví dụ như là khay số 8 riêng, số 9 riêng, số 10, 11, 12, 13, 14, 15 riêng một khay như thế này. Riêng một khay. Còn một loại khay nữa thì nó sẽ có chữ mix. Ở đây. Chữ mix như thế này. Thì có chữ mix này thì tức là khi mà mình làm ấy, thì nó sẽ có các số từ 8, 9, 10, 11, 12 đến 13 luôn. Đến từ 8 đến 13 mọi người nhé. Đó. Đấy là hai loại khay mi. Nếu như mà có đông khách thì chúng ta sẽ nên nối khay mi này. Còn nếu như mà chúng ta có ít khách hơn mà chúng ta sẽ nối khay mi này. Vì khay mi này nó rất là tiện, vì trong cái nhìn số mình nhìn dễ hơn ấy. Nhưng mà nối cái này rất là tốn nha. Mà giá tiền hai khay mi thì khay mix này còn đắt hơn nữa. Một loại mi nữa mà mọi người có thể là ít bạn biết đến đó là mi dưới. Mi bên dưới này thì có độ dài rất là ngắn, không tức là mi trên thì nó sẽ có độ dài từ 8 đến 15, còn mi dưới thì là 6 và 7 nhá. Nó sẽ có các thông số như sau này. B tức là độ dài đấy ạ. À, tức là độ cong đấy, thì độ cong của mi B là mi ngắn nhất nhá. À, cong ít nhất nhá. Tiếp theo đó là độ dày 0.10. Độ dài là 0. Độ dài là 6 mm và 7 mm. Chuyên nối phần chuyên để nối ở phần mi dưới mắt như thế này. Đó. Như vậy là ở bài đầu tiên này thì Thảo đã chỉ cho mọi người về các thông số mi cũng như là cách phân biệt các loại mi giữa mi khay và ngoại mi khay khác nhau. Thì ở bài tiếp theo, mọi người sẽ được học tiếp về cách nối ở trên con canh, tập nối như thế nào, chọn loại keo như thế nào. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe đoạn chia sẻ của tôi trong video vừa rồi. Hãy bấm nút subscribe, nút đăng ký ở phía bên dưới màn hình để nhận được video của tôi sớm nhất. Hãy đăng ký nó ngay bây giờ, bấm nút hình quả chuông để lần sau khi tôi phát sóng, bạn có thể nhận được video của tôi sớm hơn những người khác. Nghi Thảo xin chào các bạn và xin cảm ơn các bạn đã đăng ký kênh của Nghi Thảo.